nhà chẳng có gì ngoài mấy con robot này các bạn, khắp nhà. Đây là con robot 805 giá 4,7 triệu, còn hai con này là con 860 giá 5,2 triệu. Chạy như con bọ trong nhà. Con này chạy cầu thang rồi rơi rồi. Đấy, cảm biến cầu thang các bạn nhé. Tối nay là, chiều nay là những bốn con này lên đường hết rồi. Đây, máy Mỹ chạy rất là khỏe, pin tốt. Phản ánh của các bác khách hàng về hàng Mỹ sẽ rất là tốt, khỏe, máy rất là to, thùng rác rộng. Chúng con chạy loạn khắp nhà. Máy toàn bộ nguyên hộp cốc các anh em, còn là hàng trưng bày đẹp trên 90%, rất là đẹp. Hàng robot iRobot của Mỹ 805 thì là 4,7 triệu, 860 thì là 5,2 triệu. Máy có cảm biến cầu thang, có cảm biến thảm, cảm biến hố sâu, cảm biến bụi bẩn. Máy sẽ tự động phát hiện những cái bụi bẩn trên mặt sàn và tự động sẽ dò tìm, chứ không phải là hút lung tung nữa nhé. Hút theo cảm biến tìm bụi bẩn, khu vực này nhiều bụi thì máy sẽ tự động cảm biến đến, hiệu quả rất là cao. Để bán cái con robot 860 này khách rất là ưng ý. Này bị kẹt. Kẹt chút vào đây. Tám không năm và 860 khách rất là ưng ý các con robot này. Cái này là chui vào cái khe này, cứ chui vào khe này. Chúng ta test thử luôn hoạt động, mà